À, chị Lan ơi, bây giờ phối hợp bằng cách nào chứ mình không mất thời giờ đó. Không, đây là thầy. Không, cô chú là bây giờ phải có toàn vào đây thì bảo là xe công an họ chặn cho ô tô vào, xe máy vào thì mới phải tranh thủ ra đây. Gọi là kiếm một ít tiền xăng, gọi là tiền không thể mua sữa, mua gạo thôi. Chú là hỗ trợ bà con. Nắng hả? Thường thì cho bao nhiêu thì bọn em cầm bấy nhiêu thôi. Từ đây đó là bao xa anh? Từ đâu lên? Đâu em ở Sài Gòn ra.
trong xe rồi. Cái đồ ở đây là cũng trong Sài Gòn cũng nhiều nơi đó nè, sạt lở kìa. Cái sạt lở có vậy nè. Chỗ cắm cột rồi, người ta tìm được thấy người thôi. Không cột mà tìm thấy người thôi. Này chưa là ruộng. Ruộng. Cái đâu có chạy xe được đúng không? Ủa, trước đoạn này
kiểu đây máy xúc vào làm thì đi được như này thôi. Chạy đâu nữa, sắp bây giờ lắp hết chỗ này luôn. Cây quá, để ngồi đất. Không có cây gì để chịu lại. Còn một nhà nữa. Bị sạt đó. Không lắm hả? Nhà này giặt xuống rồi thôi luôn, mấy nhà ở đây này.